Đây là Oppo Reno 8T 5G và đây là Oppo Reno 10 5G. Hai chiếc máy này ra mắt cách nhau vẹn vẹn là 6 tháng thôi, nhưng mà Reno 10 5G thì lại được nâng cấp rất nhiều so với chiếc Oppo Reno 8T 5G. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chiếc Oppo Reno 10 5G này có gì hấp dẫn nha. Chào mừng các bạn đến với OFAN, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Theo truyền thống của Oppo thôi, thì hộp bên trong của Reno 10 5G sẽ có đầy đủ các phụ kiện mà bạn cần. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ sạc nhanh với công suất là 67W. Chúng ta sẽ có thêm một ốp lưng khá chất lượng và một miếng dán màn hình cũng đã được dán sẵn ở trong máy rồi. Vì vậy, khi sử dụng điện thoại Oppo thì các bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền cho việc mua những cái phụ kiện khác như là ốp lưng hay là sạc vân vân. À, mà các bạn nhớ tham gia vào group OFANS cộng đồng Oppo Việt Nam để cùng nhau giao lưu, được hỗ trợ nhanh chóng và nhận những món quà hấp dẫn nhé. Theo mình thấy thì Oppo Reno 8T và Oppo Reno 10 5G nó cũng xem nhau thôi. Nhưng mà có một điểm Oppo Reno 10 5G nó lại hơn, đó chính là sự cao cấp. Cụm camera đã được làm tinh gọn lại và đẹp hơn. Khung viền làm từ kim loại được vác CNC sáng bóng nhìn rất là sang trọng. Nửa dưới cụm camera còn được thiết kế dạng sần nữa, chạm vào thì rất thích tay. Mặt lưng của Reno 10 5G được trang bị công nghệ Oppo Glow nhám mờ sang trọng. Điểm mạnh của mặt lưng này đó chính là chống bám mồ hôi, chống dấu vân tay và chống chảy xước rất tốt. Trên tay mình là phiên bản màu xanh, nhìn khá là tươi mát. Dưới ánh sáng nó thay đổi các góc độ của mặt lưng này thì nó còn có thể đổi qua các màu khác như là xanh lá này, vàng này, đỏ hồng. Nhìn rất là thú vị và đẹp mắt. Cảm giác khi cầm Reno 10 5G trên tay á thì mình thấy là nó khá đầm và chắc tay. Điều này có lẽ là nhờ vào mặt lưng bo cong 3D, khung viền bo tròn và mặt lưng nhám giúp cho trải nghiệm cầm rất là vừa vặn ở trong lòng bàn tay của mình. Máy có dung lượng siêu nhẹ cho nên dù các bạn có xem phim hay là chơi game trong một khoảng thời gian dài thì cũng không lo bị cứng tay hay là khó chịu vân vân. Có một điểm mà mình chưa thích lắm đó chính là Reno 10 5G lần này thì bố trí phím tăng giảm âm lượng ở bên cạnh phải trong khi trước đó là ở bên cạnh trái, nên mình sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để làm quen. Tóm lại, thiết kế của Oppo thì trước giờ mình chưa từng thất vọng cho dù máy đó nằm ở phân khúc nào đi chăng nữa. Cấu hình của Oppo Reno 10 5G khá mạnh nên mang lại khả năng chơi game và xử lý hình ảnh tốt hơn so với thế tiền nhiệm là Oppo Reno 8T 5G. Cụ thể, chúng ta sẽ có chiếc máy được trang bị vi xử lý là Dimensity 7050. Đây là một con chip rất mới. RAM của máy vẫn sẽ là 8GB và có thể mở rộng tối đa thêm 8GB nữa là 16GB. Bộ nhớ trong lên đến 256GB. Máy cũng đã được cài đặt sẵn hệ điều hành QLS 13.1 mới nhất rồi và kết hợp với đó là màn hình 120Hz, mang lại trải nghiệm siêu mượt mà lại còn có rất nhiều tính năng hay ho nữa. Đây là điều mà khó có hệ điều hành khác có thể làm được việc này. Nhìn chung, vi xử lý 7050 đáp ứng được tốt các nhu cầu hàng ngày của mình như là chụp ảnh, xem phim, các ứng dụng mạng xã hội hay là mình có thể chơi một số tựa game nhẹ một cách liền mạch mà không có bất cứ hiện tượng giật lag nào xảy ra. Điều này đạt được mình nghĩ là phần lớn nhờ vào hệ điều hành QLS 13.1 được tối ưu rất tốt. Camera của Oppo Reno 10 5G lần này thì rất bao quát khi chúng ta có đến tận 3 thứ cự. Đầu tiên là góc rộng, tiếp theo là góc siêu rộng và camera tele 2x. Thông số của bộ 3 camera chính như sau: camera chính là 64MP, camera tele 2x 32MP và camera góc siêu rộng 80MP. Ngoài ra, camera selfie có độ phân giải là 32MP nữa. Mình chụp thử một số tấm ảnh thì thấy là chất lượng cho ra khá tốt ở trong phân khúc. Chi tiết ổn ở cả 3 ống kính. HDR được cân bằng tốt ở cả vùng sáng và vùng tối. Màu sắc của ảnh cho ra khá nịnh mắt, giúp mình có thể đăng lên mạng xã hội ngay mà không cần phải hậu kỳ quá nhiều. Camera tele 2x được nâng cấp kết hợp cùng với tính năng chụp chân dung bokeh flare, đem lại ảnh chụp người rất sắc nét. Da mặt được làm đẹp vừa phải chứ không như các ứng dụng hiện nay là áp lên mặt các bạn một lớp filter nên nhìn nó rất là ảo. Các hậu cảnh phía sau được làm theo dạng đốm sáng nên nhìn rất đẹp. Pin của Oppo Reno 10 5G có dung lượng là 5000 mAh cho nên các bạn có thể xài thoải mái trong vòng một ngày. Đối với mình thì sử dụng chiếc máy này từ sáng đến chiều tối mới phải cắm sạc lại, mà công nghệ sạc siêu nhanh SuperVOOC 67W giúp sạc nhanh 31% chỉ trong vòng 10 phút và sạc đầy 100% chỉ trong vòng là 40 phút thôi. Thuật toán bảo vệ pin Battery Health Engine của Oppo cũng giúp máy tăng độ bền của viên pin này lên 1600 chu kỳ sạc, tương đương với 4 năm sử dụng thì các bạn mới cần phải thay pin.
Tóm lại, nếu so sánh chiếc điện thoại này với Oppo Reno 8T 5G thì Reno 10 5G gần như là được nâng cấp hoàn toàn. Trong video sau thì mình sẽ so sánh hai chiếc điện thoại này và cùng nhau đánh giá camera của Oppo Reno 10 5G để xem thử rằng là chiếc điện thoại này có đáng để các bạn lựa chọn hay không nhé. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Ofan, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào.